Chào mừng các bạn đến với kênh của Lê Thế Thắng, nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Tôi xin giới thiệu các bạn một mẫu đồng hồ pin hàng chính hãng với thương hiệu là Olympianus, với thiết kế mang phong cách của dòng doanh nhân, rất là sang và đẳng cấp. Size mặt là size 36.5mm, dành cho nam cổ tay nhỏ và vừa, rất là ôm và sang đúng không nào? Sở hữu kính sapphire, chống xước và chống nước, các bạn có thể đeo tắm giặt rửa tay đi mưa thoải mái. Ở bên trên của nó thì có một cái kính lúp để có thể soi rõ cái lịch của nó ở góc 3 giờ. Tôi sẽ zoom lên chi tiết một chút cho các bạn ngắm nhìn. Ok chưa nào? Số của nó thì là đính những viên đá quý rất là đẹp. Rất là sang đúng không nào? Ok. Về vỏ và dây của nó thì bằng inox mạ VD vàng. Màu vàng sáng 18K, rất là sáng và sang. Trên khóa của nó thì có logo của OP này. Trên núm cũng vậy. Ok chưa? Rồi. Khóa của nó thì mở đây. Rồi. Thông số máy của nó ghi là Olympianus. Vỏ và dây inox. Đây này. Sapphire mã của nó là 89322-616. Đây là mã chung của cái dòng này. Ok chưa? Water resist có nghĩa là chống nước. Nhiều bạn cứ thấy có cái gạch đỏ đấy lại tưởng là cái gì, thì mình xin nói luôn, với những cái đồng hồ mới á, thì nó sẽ có một cái túi ni lông đỏ để dán ở phía sau đáy, và cái chỗ phần gạch đỏ là để cho các bạn biết được nó đang có một cái túi ni lông khi bóc ra khi đeo thôi. Ok chưa? Đấy, đây này. Đấy. Ok chưa? Đấy. Thấy chưa? Rồi. Một bộ sản phẩm của nó thì nó là hàng chính hãng, chính vì vậy mà một bộ sản phẩm của nó thì bao gồm có hộp hãng, một cái cuốn sổ bảo hành quốc tế và còn một cái thẻ bảo hành tại cửa hàng của bên mình nữa. Đấy. Trong cái cuốn sổ bảo hành quốc tế này thì nó có kèm hướng dẫn sử dụng. Đồng thời có cái địa chỉ bảo hành tại Việt Nam, đó chính là nhà phân phối độc quyền cái thương hiệu này. Tại Việt Nam là nhà phân phối Trường Hoan. Trường Hoan là nhà phân phối độc quyền thương hiệu OP Ogivan Alexander Rethim tại Việt Nam, đồng nghĩa việc là cho dù bạn mua đồng hồ này ở bất kỳ một cái đại lý nào trên toàn quốc thì cũng xuất phát từ nhà phân phối Trường Hoan này mà ra cả. Mình sẽ đeo thử lên trên tay để các bạn cảm nhận được khi lên tay nó sẽ tuyệt vời thế nào nhé. Ok, với thiết kế là size 36.5mm, 37mm thì rất là sang, size tiêu chuẩn dành cho cái tay nhỏ và vừa, ôm tay đúng không nào, rất tuyệt vời, sẽ rất tuyệt vời với một chiếc đồng hồ chính hãng trên tay để đi gặp bạn bè, gặp gỡ khách hàng thì rất tuyệt vời đúng không nào. Các bạn có thể xem thêm những mẫu đồng hồ chính hãng tại website đồnghohieu.info. Đừng quên theo dõi mình để xem những mẫu đồng hồ tuyệt vời ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào thân ái và quý thắng.